bạn quay trở lại với mục điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 31 tháng 8. Và các bạn thân mến, thì ngày hôm nay có những thông tin nào hot, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi xem nhé. Galaxy M52 5G chạy chip Snapdragon 778G lộ điểm hiệu năng trên Geekbench. Bất ngờ lộ cấu trúc camera lạ mắt trên Xiaomi 12, nhưng hình như có gì đó sai. iPhone 13 chưa ra mắt đã xuất hiện thông tin chi tiết về iPhone 14. Trên tay Nokia C30. Cách bỏ quan tâm hàng loạt các official account không cần thiết trên Zalo. Top 5 điện thoại tầm giá dưới 6 triệu đồng có hiệu năng tốt, viên pin lớn. Và bây giờ, chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết nhé. Samsung được cho là đang chuẩn bị ra mắt chiếc điện thoại Galaxy M52 5G. Mới đây thì phiên bản Galaxy M52 5G có RAM 8GB đã xuất hiện trên Geekbench, qua đó đã tiết lộ vài thông số kỹ thuật của chiếc điện thoại này. Từ dữ liệu trên Geekbench có thể thấy Galaxy M52 5G mang số model SM-M526B sẽ được trang bị con chip Snapdragon 778G, có phiên bản RAM 8GB và chạy Android 11. Qua kiểm thử với Geekbench 5 thì điện thoại đã đạt được lần lượt là 775 và 2877 điểm trong bài kiểm tra đơn lõi và đa lõi. Các dò dỉ trước đây cũng cho biết là Galaxy M52 5G sẽ được trang bị màn hình Super AMOLED Infinity O 6.7 inch đi kèm với một lớp bảo vệ Corning Gorilla Glass 5. Ngoài ra, thì thiết bị còn được mong chờ là có hai tùy chọn bộ nhớ trong 64GB hoặc là 128GB. Chuyển sang thông tin thứ hai cho bản tin của chúng ta ngày hôm nay. Một ý tưởng khá kỳ lạ về chiếc Xiaomi 12 đã được Mi Fans thiết kế và công bố gần đây. Điểm nhấn của thiết kế này nằm ở phần camera sau, mặc dù là khá độc đáo, thế nhưng có vẻ đã mắc một sai lầm khá là lớn. Một số trang web đã tuyên bố đây có thể là cái nhìn đầu tiên về thiết bị, nhưng rõ ràng thì đây chỉ là ý tưởng từ người hâm mộ, thậm chí là giám đốc PR của hãng còn lên tiếng bác bỏ thông tin này. Và như chúng ta có thể thấy trong hình ảnh thì cách bố trí camera sau của máy có hình dạng giống chữ M với cảm biến chính 108MP. Và ngay lập tức đã có khá nhiều bình luận cho rằng đây là viết tắt của chữ Mi trong tên gọi Xiaomi Mi 12. Và không biết là nhà thiết kế có ý nghĩ tương tự hay không, thế nhưng rõ ràng những thông tin gần đây cho biết Xiaomi đã khai tử thương hiệu Mi trong cách gọi của các thiết bị. Vì vậy thì cụm camera chữ M này có vẻ là khá vô nghĩa. Nối tiếp bản tin của chúng ta ngày hôm nay, Apple đang chuẩn bị ra mắt dòng iPhone 13 của mình vào tháng tới, thế nhưng ngay cả trước khi lễ công bố diễn ra thì các thông tin chi tiết liên quan đến dòng iPhone 14 của năm tiếp theo đã bị rò rỉ. Và người ta đã suy đoán rằng dòng sản phẩm iPhone 14 có thể sẽ được tích hợp chip 3 nanomet do TSMC sản xuất. Tuy nhiên thì báo cáo mới nhất chỉ ra rằng điều đó có thể sẽ không đạt được, bởi vì nhà sản xuất TSMC đang phải đối mặt với sự chậm trễ. Các báo cáo cho hay TSMC xác nhận rằng việc sản xuất hàng loạt chip mới theo quy trình 3 nanomet đã bị trì hoãn trong khoảng 3 đến 4 tháng. Và điều này có nghĩa là dòng sản phẩm iPhone 14 sẽ không được sử dụng chip mới và có thể được đặt tên là Apple A16 Bionic 3 nanomet và thay vào đó là sẽ sử dụng chip 4 nanomet. Trước đó đã có thông tin cho rằng Apple đã đặt hàng chip 4 nanomet với nhà sản xuất chip Đài Loan TSMC và dự kiến là sẽ đi vào sản xuất hàng loạt từ quý 4 năm nay, trong khi các chip 3 nanomet có thể sẽ được đưa vào sản xuất vào nửa cuối năm sau và dự kiến là sẽ cung cấp năng lượng cho các dòng điện thoại iPhone 14 thế hệ tiếp theo. Cách đây không lâu, Nokia đã ra mắt chiếc điện thoại Nokia C30 giá rẻ chỉ từ 2,7 triệu đồng tại thị trường châu Âu. Và so với những phiên bản tiền nhiệm trước đó, chiếc điện thoại Nokia C30 cấu hình đã được nâng cấp hơn, đặc biệt là viên pin với dung lượng lên đến 6.000 mAh. Và các bạn thân mến, thì trong thông tin ngày hôm nay, mời các bạn cùng với 24 giờ công nghệ đi trên tay chiếc điện thoại Nokia C30 để xem là chiếc điện thoại này còn có những điểm gì đặc biệt nữa nhé. Về phần thiết kế của Nokia C30 thì trông không có quá nhiều điểm khác biệt khi mà so với Nokia C20 Plus. Chiếc điện thoại này vẫn sở hữu một kiểu dáng thiết kế quen thuộc của một số mẫu smartphone giá rẻ khác được ra mắt trong dạo gần đây.
Khi mà mua Nokia C30 thì bên trong hộp chúng ta sẽ nhận được khá là nhiều phụ kiện đi kèm như là củ sạc công suất 10W, một cáp sạc micro USB, giấy hướng dẫn sử dụng, một chiếc ốp trong suốt và một chiếc tai nghe. Chiếc điện thoại Nokia C30 thì vẫn có kiểu dáng thiết kế như những phiên bản tiền nhiệm trước đó. Chiếc điện thoại này vẫn được trang bị màn hình giọt nước. Phần viền phía dưới của Nokia C30 thì vẫn được làm khá dày để chứa logo Nokia đặc trưng của hãng. Bên cạnh đó thì phần lớp vỏ bên ngoài của Nokia C30 được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, có độ cứng cao giúp C30 bền bỉ và chắc chắn hơn khi va chạm trong quá trình sử dụng. Thiết kế phần nắp lưng của chiếc điện thoại cũng có thể được tháo rời dễ dàng để thay thế SIM và thẻ nhớ khi cần. Tuy đây là một mẫu smartphone trong phân khúc giá rẻ, thế nhưng Nokia lại khá đầu tư cho phiên bản C30 này. Chiếc smartphone được trang bị một màn hình có kích thước tương đối lớn, 6.82 inch, sử dụng tấm nền IPS LCD cùng với độ phân giải HD+, giúp cho Nokia C30 có thể mang đến chất lượng hình ảnh khá là tốt. Và với màn hình của chiếc máy này thì chúng ta hoàn toàn có thể thoải mái xem phim và giải trí trên một không gian hiển thị lớn. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng nhau đến với phần camera của chiếc smartphone này. Và trước khi đi vào khám phá phần camera thì chúng ta hãy cùng điểm qua phần thông số của cụm camera nhé. Cụ thể thì máy sở hữu camera chính có độ phân giải 13MP, camera đo chiều sâu có độ phân giải 2MP và camera selfie có độ phân giải 5MP. Mặc dù là thông số camera của Nokia C30 không có quá nhiều ấn tượng so với một số mẫu smartphone đối thủ khác, thế nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để đáp ứng các nhu cầu chụp ảnh cơ bản hoặc là thực hiện các cuộc gọi video với bạn bè và người thân của chúng ta. Và ngoài ra thì bên cạnh phần camera thì Nokia C30 còn được trang bị thêm một chiếc đèn flash giúp chất lượng của bức ảnh trông tốt hơn trong một số điều kiện thiếu sáng. Và cuối cùng là về cấu hình của chiếc smartphone này. Chiếc điện thoại Nokia C30 được trang bị bộ vi xử lý Unisoc SC9863A, chạy trên tiến trình 28nm, CPU Octa-Core 1.6GHz Cortex A55, GPU là IMG8322. Máy thì sở hữu bộ RAM 2GB hoặc là 3GB và bộ nhớ trong 32GB hoặc là 64GB. Mặc dù là Nokia C30 được cung cấp sức mạnh bởi một con chip không quá mạnh mẽ và cũng không quá đặc biệt, thế nhưng chúng lại được tối ưu bởi phiên bản hệ điều hành Android Go dành riêng cho dòng smartphone giá rẻ, giúp mang đến cho Nokia C30 một sự mượt mà trong quá trình sử dụng. Các tác vụ cơ bản như là nghe gọi, lướt web hay là xem phim hầu như đều được chiếc máy này xử lý một cách ổn định và trơn tru. Và các bạn thân mến, thì với một mức giá chỉ từ 99 euro khoảng 2,7 triệu đồng tại thị trường châu Âu thì chúng ta đã có thể sở hữu một chiếc smartphone Nokia C30. Mặc dù là thuộc phân khúc giá rẻ, thế nhưng Nokia C30 vẫn mang đến cho người dùng những điểm cực kỳ hấp dẫn như là màn hình lớn, hiệu năng ổn định, đủ dùng và đi kèm với đó là một viên pin dung lượng lớn giúp chúng ta có thể sử dụng mà không phải lo lắng về thời lượng pin. Và chúng ta tạm thời bỏ qua chiếc điện thoại Nokia C30 và hãy đến với một thông tin khác nằm trong mục mẹo hay nhé. Trên Zalo thì có các tài khoản Official Account. Các tài khoản này sẽ giúp chúng ta có thể nhận thông báo về các thông tin chính thống hoặc là các thông tin sai lệch sự thật nếu như mà chúng ta quan tâm không đúng tài khoản. Vậy thì trong thông tin ngày hôm nay, 24 giờ công nghệ sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bỏ quan tâm hàng loạt các Official Account trên Zalo một cách nhanh chóng với chiếc điện thoại của mình. Và để được hướng dẫn một cách cụ thể và chi tiết nhất, các bạn hãy nhớ bấm vào phần link bên dưới nhé. Chắc hẳn là các bạn không còn quá xa lạ với trò chơi Play Together đang làm mưa làm gió trên thị trường game thời gian qua. Đã có rất nhiều các game thủ tìm kiếm cho mình một chiếc điện thoại thông minh để có thể chơi mượt được tựa game này. Và do đó thì trong thông tin ngày hôm nay, 24 giờ công nghệ sẽ giới thiệu đến các bạn top 5 điện thoại dưới 6 triệu đồng có thể chơi Play Together mượt mà nhất. Mở đầu danh sách ngày hôm nay là một chiếc điện thoại được rất nhiều người yêu thích, Realme 6. Chiếc điện thoại này sở hữu màn hình IPS LCD 6.5 inch, có độ phân giải Full HD+ và tốc độ quét lên đến 90Hz cho những chuyển động hình ảnh được tái hiện siêu mượt. Chiếc điện thoại này là smartphone đầu tiên của nhà Realme được trang bị con chip MediaTek Helio G90T, một dòng chip được thiết kế hướng tới việc chơi game với xung nhịp lên đến 2.05 GHz. Chiếc điện thoại thứ hai nằm trong danh sách này đó là Vivo i51.
Chiếc điện thoại Vivo i51 được ưu ái trang bị màn hình IPS LCD rộng 6.5 inch với độ phân giải Full HD+, có độ tương phản cao đem đến cho người dùng những trải nghiệm hình ảnh ở mức chân thực. Ở mặt lưng thì i51 sở hữu tổng cộng là 3 camera, trong đó thì bao gồm camera chính, camera góc siêu rộng và camera macro. Chiếc điện thoại Vivo này thì được mang trong mình con chip Snapdragon 662 8 nhân cùng với thanh RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB, đem lại hiệu năng ổn định, mượt mà và không gian lưu trữ rộng lớn. Bên cạnh nhà sản xuất Realme thì Xiaomi cũng là một cái tên nổi tiếng với những chiếc smartphone giá rẻ nhưng lại sở hữu cấu hình cao. Và một trong những chiếc smartphone của nhà Xiaomi nằm trong danh sách này đó là Redmi Note 10S. Mặc dù là ở phân khúc tầm trung, thế nhưng Xiaomi vẫn trang bị cho Redmi Note 10S 4 ống kính có độ phân giải cao, bao gồm camera chính 64 megapixel, camera góc siêu rộng, camera macro và camera chụp xóa phông. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ có camera selfie với độ phân giải 13 megapixel. Chiếc điện thoại Redmi Note 10S này cũng rất nổi bật với thời gian sử dụng pin thực tế khoảng 8,5 giờ và thời gian sạc đầy pin chỉ mất khoảng 1,5 giờ chờ đợi để có thể nhanh chóng quay trở lại những tựa game hot hiện nay. Tiếp theo là chiếc điện thoại Vsmart Aris. Phần thiết kế của Vsmart Aris có độ hoàn thiện cao với khung viền kim loại và mặt lưng là một lớp kính phủ nhám giúp chống bám mồ hôi, dấu vân tay hiệu quả. Chiếc điện thoại Vsmart Aris này sở hữu bộ vi xử lý Snapdragon 730 8 nhân mạnh mẽ, kết hợp cùng với RAM 8GB, ROM 128GB, giúp máy hoàn toàn có thể xử lý tốt các tác vụ từ cơ bản cho đến các game yêu cầu cấu hình cao mà không gặp phải vấn đề gì. Và chiếc điện thoại cuối cùng để chốt lại danh sách của chúng ta ngày hôm nay đó là OnePlus Note N15G. Điểm nổi bật đầu tiên của chiếc OnePlus Note N15G này có thể nhắc đến chính là tần số quét lên đến 90Hz. Trên màn hình IPS LCD, độ phân giải Full HD+, kích thước 6.49 inch, mang lại không gian hiển thị lớn, chất lượng và màu sắc rực rỡ. Về phần hiệu năng thì Note N15G được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 690 8 nhân, đáp ứng tốt được các nhu cầu sử dụng cơ bản hàng ngày, cũng như là chơi những tựa game phổ biến với mức cấu hình phù hợp. Bên cạnh đó thì là bộ nhớ RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB có khả năng mở rộng dung lượng lưu trữ thông qua thẻ nhớ ngoài microSD tối đa là 512GB. Và như vậy thì 24 giờ công nghệ đã gửi đến các bạn top 5 những chiếc điện thoại tầm giá 6 triệu đồng có thể chơi mượt được các tựa game hot hiện nay như là Play Together. Và các bạn thích chiếc điện thoại nào nhất thì hãy để lại ý kiến bên dưới để cho mình cùng biết với nhé. Và thông tin này thì cũng đã khép lại một điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 31 tháng 8 hôm nay. Và các bạn nghĩ sao về những nội dung trên? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới. Và đừng quên nhấn like, subscribe để nhận được những thông tin hot nhất về công nghệ mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.